Alo các bạn khỏe không? Lani rất khỏe luôn đó các bạn ơi. Trong video kỳ này nha, mình sẽ chia sẻ cho các bạn làm sao nuôi cái cây tắc của mình nè. Rồi mình sẽ chia sẻ cái cách mình bón phân đất trồng của mình và luôn cái cách mà mình sẽ làm cho hoa nó nở và kết trái nha các bạn. À, cái cách mà mình sẽ chia sẻ đó là cái cách mình sẽ xiết nước cho cây tắc để cây tắc nó ra hoa và có trái. Mình sẽ ép cây tắc đó các bạn để cho nó bị stress lên để rồi nó sớm có hoa để mình có những cái trái tắc xinh như thế này nè. Rồi các bạn hãy theo dõi cái cách của mình nha. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cây tắc đang ra hoa và sắp sửa có trái. Ở đây mình đã thấy có một trái đã thành rồi nè. À, bông của nó rất là thơm, thoáng thoáng như là bông lài vậy đó. Nếu mà để trong nhà thì nó thơm nguyên một cái căn nhà luôn. Mình mới rinh ra ngoài đường để cho nó có gió chứ nó hưởng ánh nắng mặt trời một chút. Cây tắc này thì nó không có khát nước lắm, cho nên khi nào mà đất khô mình mới được tưới nước nha các bạn. Nếu tưới nước nhiều quá mà để cho nó ngấm trong nước thì rễ nó sẽ bị thối đi. Đất thì phải đất trồng cho nó thoáng. Rồi ở đây thì mình có bỏ mấy cái vitamin nè cho nó, thì cái này là vitamin hột có từng viên, khi nào mình tưới nước thì nó sẽ từ từ nó tan ra rồi nó ngấm vào trong đất để nó nuôi dưỡng cái cây tắc của mình cho nó tốt. Tưới phân, bỏ phân kiểu này thì mình không có cần phải tưới phân hoài, khi nào hết đó, mình mới bỏ tiếp. Nhưng mà lúc mùa đông á, nó không có cần phân nhiều đâu, mùa hè nó mới cần thôi. Mùa đông nó không có lớn mau, cho nên mình cũng không có cần phải tưới phân cho nó làm chi, nước là đủ rồi. Bây giờ mùa hè thì nó có bông, rồi nó kết trái. Cái bông này nó không cần ong bướm gì để mà kết trái đâu nha các bạn. Nó không phải là mình phải lấy bông đực chấm qua bông cái gì hết. Cái này là bông lưỡng tánh, cho nên nó sẽ tự động nó kết trái thôi. Còn khi mà cái cây mà nó không lâu quá nó không ra hoa kết trái rồi đó, thì mình có một cách nữa để mà nó ra hoa kết trái, thì mình xiết nước nó, coi như là mình để cho nó thật khô, thật là khô khô mà mình giam nó đó. Rồi hả, lâu lâu mình mới cho một chút nước thôi, thì lúc mình xiết nước nó vậy nó sẽ bị stress lên. Bị stress lên thì tự nhiên nó hả, nó sẽ có hoa rồi nó có trái. Cái cách đó là cái cách mình biết. Cái cây này nó nhỏ, nó không có cao lắm nha các bạn. Đó, thì mai mốt nó có trái mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Đây, cây tắc của mình đã có trái rồi các bạn ơi. Trái nó đã lớn rồi nè các bạn. Các bạn biết làm sao không? Lúc hồi mùa hè mình quay cho các bạn xem cái cây tắc của mình nó đã ăn trổ hoa trắng rất là nhiều phải không các bạn? Đúng là nó trổ hoa rất là nhiều và nó có rất là nhiều trái luôn các bạn ơi. Cái các bạn biết không? Bên của chỗ của Lan thì ở đó thì mùa hè nó không có lâu, mùa đông thì là rất là dài, cho nên lúc mà cái cây tắc của mình nó đang có hoa thì mùa hè nó bắt đầu gần hết rồi, nó trời nó trở lạnh, cho nên mình mới đem cây tắc của mình vào ở trong nhà. Thì lúc đó cây tắc của mình nó bị sốc đó các bạn, cái những cái trái lăng tăng nhỏ xíu á, nó bị teo lại và nó rụng hết rồi nè các bạn thấy không? Đây nè, nó bị rụng rụng hết luôn, rất là nhiều trái luôn, rất là buồn.
chỉ có đậu được chưa tới 10 trái nữa hình như các bạn ơi. Nhưng mà có còn hơn không phải không các bạn? Các bạn nhìn nè, trái này thì nó đã là màu cam rồi, nó chuyển trái này là mình có thể ăn rồi đó các bạn. Nhìn xinh ha, đã. Ô trời ơi, mình tưởng tượng nếu mà cái cây mình mà hả nó đậu hết những cái trái mà hôm bữa bị rụng á là đầy trái luôn, rất là đẹp, nhìn rất là xinh. À, những trái này thì nó chưa có chuyển qua màu cam này. Đây nè, không có nhiều lắm các bạn ơi, nhưng mà mình cũng rất là vui là tại vì nó không có rụng hết luôn các bạn. Rụng hết là trời ơi buồn luôn đó, công tình mình đã chờ nguyên cả một mùa hè luôn, nó ra bông là mình khoái chí rồi nghe, nói chuyến này là trúng mánh rồi, quá trời là nhiều luôn. Cái cách mình xiết nước rất là hay luôn, ra rất là nhiều hoa. Nếu mà mình không có đem vào nhà mà vẫn còn mùa hè thì ở ngoài đường nó sẽ rớt ra nhiều trái luôn đó các bạn. Đó các bạn xem, giờ không còn bao nhiêu ha các bạn. Nhưng mà cái cách thức mình chia sẻ cho các bạn cách xiết nước là một cái cách hay, là các bạn hãy áp dụng đi nha. À, coi thử cây tắc của các bạn nó có ra hoa và tổ trái giống như là cái cây của mình hay không. Nhưng mà mình mong mùa hè năm sau đó mình sẽ làm sớm hơn để cho nó cái trái nó lớn hơn trước khi mình đem vô nhà đó thì nó đỡ bị rụng vậy. Tại vì nó còn quá bé tí, cái trái nó có chút xíu à mà đem vô nhà cái nó sốc quá, cái nó rụng nó rớt hết trơn rồi các bạn ơi. Ừ, đi làm về cái thấy nguyên đám nó nằm giữa sàn luôn, buồn ơi là buồn luôn các bạn ơi. Thôi cảm ơn các bạn đã xem mình chia sẻ cái cây làm sao xiết nước cho cây tắc nha. Các bạn nào áp dụng rồi thì cho mình biết nha, coi thử các bạn có ra được nhiều trái không. Và có bạn nào ở bên xứ lạnh giống như mình mà bị hả đem vào đem vô đem ra giống như vậy để cho bị sốc cái cây không? Rồi cảm ơn các bạn, hãy nhớ like, share và subscribe nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Lani, mong các bạn hãy ủng hộ Lani nhiều thêm và nhấn luôn cái chuông ở phía dưới nha các bạn. Bye bye, hẹn các bạn trong những video kế tiếp.